Phạm Huy rất vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Huy ơi, có một tình hình rất là căng thẳng đối với anh đó nha. Đối với anh? Có chuyện gì vậy làm anh hồi hộp quá Ngọc Hương? Nhìn cái mặt anh Huy căng thẳng kìa. Em chỉ đùa với anh Huy thôi. Đó là những thông tin phản hồi rất tốt từ phía khán giả. Trời ơi, làm nãy giờ anh hết hồn. Khán giả chia sẻ với anh những gì nè? Khán giả chia sẻ với anh cũng như là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, đó là họ rất cảm ơn chương trình đã hướng dẫn cho họ những món ăn ngon nè, dễ nấu và đặc biệt á là có thể làm phong phú cho bữa cơm hàng ngày đó anh Huy. Anh cũng nghĩ như là Ngọc Hương vậy. Ngọc Hương hy vọng rằng những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày đã phần nào mang đến cho quý vị những niềm vui và đặc biệt là chương trình sẽ có một ý nghĩa nào đó trong lòng quý vị. À mà thôi, trở lại với món ngon trong ngày hôm nay đi. Anh sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả món ăn gì hả anh Huy? Món hôm nay có tên gọi là miến xào sốt tương Lisa. Để chuẩn bị món này chúng ta cần có một số nguyên liệu và gia vị sau: miến, tỏi tép, cà chua, hành tây, nấm mèo, ngò rí, ớt, hành lá, thịt xay, dầu mè, dầu ăn, tiêu, đường, hạt nêm Azingon, nước tương Lisa và một gia vị nữa, đó chính là sốt tương Lisa. Công nhận á là nguyên liệu để làm món miến xào sốt tương Lisa rất là đơn giản nha anh Huy. Vậy thì đầu tiên mình phải làm cái gì trước ha anh? Trước hết là phần sơ chế miến. Các bạn ngâm miến trong nước lạnh khoảng 10 đến 15 phút. Nhớ là chúng ta không nên ngâm vô nước nóng, bởi vì khi ngâm nước nóng thì miến rất dễ bị nhão khi chúng ta xào. Và sau đó chúng ta lấy ra cắt sợi đoạn ngắn ngắn. Nấm mèo anh sẽ cắt sợi. Thịt xay chúng ta sẽ ướp một chút xíu hạt nêm Azingon, chút xíu tiêu. Ngọc Hương sẽ đảo đều lên cho anh. Vậy giao cho em. Củ hành chúng ta sẽ sắc muối nhỏ. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng cà chua và cắt hạt lựu nhuyễn. Mình bỏ hạt cà chua ha anh Huy? Anh sẽ bỏ hạt cà chua. Dạ. Tiếp theo là hành lá, chúng ta sẽ cắt khúc vừa ăn. Ớt chúng ta sẽ mầm nhuyễn. Đây, phần còn lại này anh sẽ sắc sợi nha. Dạ. Phần sơ chế như vậy là đã hoàn tất anh Huy ha. Bây giờ thì chỉ còn một giai đoạn nữa, đó là xào miến mà thôi. Chính xác rồi, anh sẽ đập sơ tép tỏi rồi chúng ta chuẩn bị xào nha. Dạ. Đây, bây giờ anh cho cái chảo lên, Ngọc Hương mở lửa lên. Dạ. Trong lúc đợi chảo nóng, chúng ta sẽ pha nước sốt tương Lisa. Đây là phần cũng rất là quan trọng để làm cho món ăn ngon hay không là ở khâu này. Dạ. Chúng ta sử dụng sốt tương Lisa nè. Dạ. Mấy muỗng ha anh Huy ha? Một muỗng rưỡi là được rồi Ngọc Hương. Dạ. Đường nè. Dạ. Nước tương Lisa nè. Nước tương Lisa nữa. Nước dùng khoảng nửa chén. Ngọc Hương khuấy đều lên cho anh nha. Dạ, để cho em. Chảo bây giờ cũng đã vừa nóng, chúng ta sẽ cho dầu vô. Đây, anh sẽ cho tỏi vô nha. Dạ. À, mùi tỏi bốc lên thật là thơm. Đúng là như vậy, thơm mùi tỏi quá. Khi tỏi đã vàng thơm lên, chúng ta sẽ cho thịt heo vô xào. Tán đều thịt heo ra. Dạ. Mình xào cho thịt chín rồi mình mới cho mình các nguyên liệu cho còn thịt lại. Xăng lại. Dạ. Sau đó anh sẽ tiếp tục cho nấm mèo vô nè. Và cả cà chua bầm vô. Đây, đảo đều lên, màu sắc có vẻ ổn rồi đúng không? Dạ. Có màu đen nè, màu đỏ với cà chua, mà màu thịt cũng hồng hồng nữa ha anh Huy ha. Phần tiếp theo là Ngọc Hương cho toàn bộ số sốt đó vô cho anh. Dạ, để em cho sốt tương Lisa vô. Đây, anh sẽ nêm thêm một tí xíu hạt nêm thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cho miến vô, đảo đều tay. Đảo nhanh tay lên. Đây, để anh Huy sốc lên cho. Đây, chúng ta sẽ sốc đều là như thế này. Wow, những sợi miến đã thấm đều với sốt tương Lisa rồi kìa anh ơi. Bây giờ thì miến cũng vừa chín tới, anh sẽ cho hành tây vô. Tiếp theo là một ít ớt băm, hành lá, Ngọc Hương đảo lên. Chúng ta có thể tắt lửa là được rồi. Thêm một chút xíu tiêu cho thơm. Nhưng còn một chút xíu lưu ý nhỏ nữa là trước khi chúng ta ra miến, chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu dầu mè vô đây cho thơm. Dạ. Bây giờ rồi, thì được bây giờ rồi, anh sẽ ha. Gấp ra dĩa. Cho thêm một xíu ớt lên, một ít ngò rí lên mặt, chút xíu tiêu. Như vậy là hoàn tất rồi. Hay quá. Quý
Quý vị khán giả thân mến, quý vị có thấy hấp dẫn không? Chứ riêng Ngọc Hương thì quá bị thuyết phục bởi con món ăn này. Thời gian chế biến lại nhanh, nguyên liệu lại đơn giản. Mà thưởng thức á thì chắc sẽ là ngon lắm đúng không anh Hy? Anh sẽ cho em thưởng thức ngay mà, dạ. Đừng có lo. Anh gấp cho Ngọc Hương một miếng nha. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh Hy nha. Nhìn món ăn này á thì em thấy hấp dẫn rồi. Thời gian chế biến rất là nhanh, nguyên liệu thì dễ tìm. Ăn thì như thế nào ta? Ăn thì rất ngon. Anh nghĩ là vậy đó. Quả là ngon thiệt đó anh Huy. Miếng thì dai, nấm mèo cũng hơi giòn giòn. Và tất cả các gia vị hòa quyện với nhau rất là ngon. Và đặc biệt á là mùi thơm từ sốt tư Lisa, ăn thật là thích. Chúc quý vị và các bạn thành công với món miếng xào sốt tương này nhé. Quý vị hãy đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Mỗi ngày sẽ đem đến cho quý vị thật nhiều những món ăn ngon và hấp dẫn. Vẫn có hai cách thức quen thuộc đó anh Huy. Quý vị khán giả hãy gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Hoặc là cũng có thể viết thư về cho chương trình, hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, mong chờ những ý kiến của quý vị. Còn bây giờ Ngọc Hương và anh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.